Đau lưng khi nào cần gặp bác sĩ? Đau lưng là gì? Đau lưng là một vấn đề phổ biến. Nó thường được dẫn đến bởi căng cơ, dây chằng hoặc gân. Nguyên nhân nào dẫn đến đau lưng? Do sai tư thế, không rèn luyện thể chất khiến lưng và cơ cứng lại. Căng cơ bong gân do chấn thương. Thoái hóa đau dây thần kinh tọa ở cột sống. Một số nguyên nhân khác như gãy xương, nhiễm trùng, khối u, viêm cột sống. Khi nào thì cần gặp bác sĩ? Nên đến gặp bác sĩ nếu cơn đau rất nghiêm trọng hoặc diễn ra trong thời gian dài ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày. Gặp bác sĩ ngay. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đi tiểu hoặc mất kiểm soát tiểu tiện, cảm thấy tê ở khu vực hậu môn hoặc bộ phận sinh dục, yếu chân hoặc đứng không vững. Chẩn đoán bệnh đau lưng như thế nào? Hầu hết các trường hợp đau lưng có thể tự cải thiện bằng cuộc kiểm tra nhanh chóng, dễ dàng phát hiện ra cơn đau. Có thể cần kiểm tra bằng các dịch vụ bổ sung như MRI hoặc chụp cắt lớp vi tính CT. Phòng ngừa bệnh đau lưng bằng cách nào? Tập thể dục thường xuyên giúp giảm cân, làm giảm căng thẳng cho lưng của bạn. Giữ tư thế thẳng bất cứ khi nào bạn ngồi làm việc hoặc trên xe hơi. Khi bạn phải nâng một thứ gì đó, cố gắng cong đầu gối của bạn để cột sống không bị vặn. Nếu cơn đau không thuyên giảm, bạn cần đi khám chuyên khoa cơ xương khớp, bác sĩ sẽ tư vấn và đưa ra hướng điều trị phù hợp.